cha đó, để cái tay như vậy, tượng mẹ để cái tay như vậy, khi mà để xuống mình có cái như vậy đó là ấn gì, có phải là cái gì hay không? Ấn tam muội, ấn muội thì hàng hàng ma quỷ. Tại vì họ thiên là phải biết bắt ấn đó, để khi mình đi đâu một cái nơi quan trắng, hay là mình ở một cái nhà của mình có trượt, khi mình ngồi thiền á, cái hồn của mình là nó sẽ tiếp cận với thế giới vô hình, đúng không? Mục đích thiền là vậy, để cho mình biết được mình có cái chân linh nó cao siêu hơn là cái xác phàm, bệnh tật, ốm đói, thì ma quỷ nó không có tới phá mình vậy thôi. Ủa, hello, lâu quá không có gặp anh. Anh khỏe không anh? Đỡ lắm rồi. Rồi cái này thấy đẹp trai hơn nghe ta. Ủa anh có làm tội gì không? Bữa nay lên lại trai hả? Có làm tội không? Trời tánh ông nóng như trong mưa trương phi mà ông có làm tội thì cũng hơi lạ đó. Đây đại tử mình nút lên đó nha. Con á. Tự lấy. Singapore phải không? Con ở Singapore phải không? Sao bữa nay lạc lòi qua đây vậy con? Vé máy bay Singapore rẻ hả? Con sale hả? Trời sao không nhớ? Trời mấy thằng con là tương lai sau này là giúp cho sư phụ mà về mặt đời mà. Không nhớ được. Sắp sửa khi đảng Thiên Việt ra đời, nó sẽ thu hút tất cả những hiền tài vô trong cái đó. Nó có giấy tờ nào, nó cũng như đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ của Mỹ vậy. Còn cái thiên tâm này là ô cho mấy cái người này chết nhát đi về trời thôi. Còn cỡ toàn á là phải vô cái cửa nam, gọi là cũng là họ thiên, nhưng mà cửa nam là do về an bang tái thế nước nam của mình. Mấy người này là ít nhát về trời đi, đừng lo chuyện nước non vậy chứ, nước non là mấy này đúng không, cũng là họ thiên. Tại vì trên cha nói sau này họ thiên sẽ là cai quản nước Việt mà. Trên những ngày kế tiếp sư phụ phải đi tìm hết tất cả những đảng viên mà cũ mà có lòng chân chính, thế mà đi theo họ thiên chúng ta. Ok, hồi xưa anh không hối lộ nhiêu, anh vô đó anh lại đi, anh hối lộ 2 tỷ thì anh chỉ cần lại 20 cái được rồi, cái 20 triệu phải không? À, lại xuống cái là giảm 20 triệu. Cho nên ông nào ông nói vô lại rồi cái là xong rồi, mình làm lại màn mới nha, không nhắc chuyện cũ nữa. Cho nên họ thiên chúng ta có hai mặt. Dù có cái lệnh vậy mà đời cho hộ làm vậy, nửa đời nửa đạo. Cái này chắc thuộc gì là Thiên Việt, mấy đứa con là Thiên Tâm, mà đứa nào có cả hai là quá tốt luôn. Tại vì sau này mấy về mặt đời á, mấy người đó đâu có biết tu đâu. Bây giờ kêu người ta cầm súng để mà trị an quốc gia, rồi kêu người ta cầm cuốn kinh, một bên cây súng bên cây cuốn kinh, mấy con nghĩ có làm nổi không? Không lẽ lấy cây súng đi gõ mỏ hả? Có mình sư phụ thì làm được, còn mấy người thường người ta đâu có làm được đâu. Tử có nhiều tử hồi thiên đó, có nhiều người giàu, có nhiều người nhạc sĩ, ca sĩ, đủ dạng hết á. Ok, bữa nay ngày với cha là lại sám hối chứ không phải ngồi đây, thôi chứ ngồi đây hóng gió thôi. Còn đứa nào cứ vô lại đi lấy đồ ăn ra đây ăn, kêu ông Chính đem đồ ăn để đây nữa, ai đó bụng qua đó ăn. Cái phụ nói chuyện ngày nào cũng nói, mấy con thấy tội nghiệp chứ phụ mệt quá rồi. Mời chơi ngó nhau được rồi, khi mà mình có hướng tâm về ngày hôm nay mà lúc mà lên bút vé máy bay á là mấy con đã được ở trên biết rồi, ở chùa chỗ ngày hôm qua hay là ở đây cha biết hết, cha xóa tội hết. Cha đã từng bữa
là giảng sanh cho mấy năm 70 triệu người chết từ thời Covid, chết động đất ở Trung Đông, là cha cho đi hết, huống hồ với mấy con là họ thêm thì cha đã blessing hết rồi. Cha biết, cha nói chuyện với bụng. Cho nên đã khi mà cái ngày lúc mà mình bút vé, mình có cái tâm hướng đó, là mấy vị đã chứng rồi. Còn về đây mà hấn ba cái nhang nữa là nó thêm một cái lễ nghi đầy đủ thêm thôi. Còn ngồi gần với phụ thì là cũng tốt thêm. Còn nói chuyện thì trừ khi những thứ nào có những câu hỏi gì muốn hỏi thì hỏi. Cái phụ sáng sớm giờ chưa ăn gì cũng hơi lừng sừng, cũng làm biếm nói chuyện. Hôm qua cũng có nói rồi. Còn ở chùa á, thấy có sân khấu rồi nó hơi chật chội. Còn hồi cũng đi qua đi lại, lỡ ai mà bị cảm á, nó lây tội nghiệp. Lên đây không bị lây, ngồi gió thoảng đó là bay hết. Corona, Covid gì á, bị mấy ông chân thần bụp hết à. Nên trên đây sáng chùa nói mấy ngày bây giờ bữa nay quyết định sao, đệ tử kéo về đông quá, 300 người. Con ở Canada quá con. Phải không? À, con đâu? Florida hả? À. Cái mấy vị nói thôi kêu mấy đám đệ tử lên đây đi, bữa nay trời đẹp nè. Mấy ngày nói vậy á. Cho nên thù mới gọi điện thoại kêu mấy đứa về đây. Nói đi. Giơ tay nói đi. Hả? Không nghe gì hết trơn á. Họ thiền phải có bi trí dũng, dũng là cũng phải nói tiếng lớn thôi. Đâu phải họ còn rụt cà rè đâu. Dạ thưa sư phụ, dạ thưa các ba, anh chị em họ thiền ở đây. Là con ở bên Thách Sát qua. Thì hôm nay con về đây trước là ngày lễ viếng cha, viếng mẹ. Và sau thì được duyên gặp sư phụ. Con muốn thưa sư phụ là trong gia đình của con ở Việt Nam á, năm vừa rồi là có 3 người mất. Trong vòng có mấy tháng là 2 chú và 1 người em. Đột tử con phải không? Thụ vừa nói vụ đột tử. Dạ, hai người chắc lớn. Là đảng viên thân trước thân sau đúng không? Dạ không. Lì lợm cứng đầu có không? Dạ không có làm đảng. Bây giờ mấy đảng viên mà lì lợm cứng đầu mà chửi sư phụ tối ngày đó, mấy vị cho đột tử hết. Không chết 50 á là thọ rồi đó. Ở dưới 50, 51, 52, 53 là đi hết. Tại vì sau này cái cơ trời đi tới, những người đó sẽ cản trở chậm lại cho cả dân tộc bị khổ, mấy vị đâu có chịu đâu. Dạ, tôi xin cho ông chồng ở lại á. Tại ổng mà đi bây giờ nước mình loạn á là sư phụ có lỗi á. Ổng đúng rồi, ổng chết rồi á, sư phụ là xin nè. Tại vì để mà bình lợi giống chạy gu đai còn hơn là tắt máy giữa biển. Phụ đây ngồi biết hết, chuyển hết. Cho nên chưa có chịu hộp về. Họ ở quê sư phụ, họ không có ở... Bây giờ con nói gì tóm tắt thôi. Dạ con... Thì sư phụ ốp vào cái này nha, ai ở đây mà cảm thấy mình bị chúng bùa chúng ngã vậy đó, ngồi một cái hàng ghế đó đi. Thụ kêu GoBuster tới để mà hút à, ngồi chỗ đó. Thiên Kim con qua đây con, chỗ để mấy người chúng bùa chúng ngãi qua con không trúng thì con ở đây. Đến nào lại mời sư huynh tới để mà bắt mạch. Tại hôm nay là cơ hội chứ đi về bị bùa ngãi cả sần cả đời không ngóc đầu nổi. Con muốn nói gì con nói nãy thì sư phụ không hiểu con nói gì luôn. Con muốn sư phụ giúp cho họ để họ... Ồ, con lo thân con chưa xong còn lo tùm lum. Ở đời nó có cái nghiệp, bây giờ con là tỷ phú đi. Con muốn đứa con làm tỷ phú, chưa chắc con làm tỷ phú. Mà con giao hết cái trust, cái là will cho nó. Tài sản cho nó, ngày mai tự nhiên nó bị chuyện này chuyện kia, cuộc đời của giấc giả. Xuống trần chúng ta, người nào ra người đó. Sư phụ là không có lo từ cá nhân vong linh gì hết trơn á. Thế nào có duyên thì gặp. Tại vì làm cái này á, tức là mỗi một lần sinh cho một người nào là sư phụ phải giảm tuổi thọ, giảm sức khỏe.
Mà trong khi cái đám trăm triệu người đang cần sư phụ. Ở cái đời này cái gì nó cũng phải có mua và có trả chứ không có free nha con. Trừ khi những nước nào mà giúp họ thiên biết quảng bá và biết độ chúng sanh thì nó có công độ nhiều người. Rồi ba má nó là bị cái gì hay gì giống như kiểu Thảo rồi sư phụ kể thì nó gần sư phụ thì nó cũng là người trong gọi là sư phụ, không phải coi nó là đệ tử mà kia những đứa là hộ pháp. Tại nó có rất là nhiều công để kéo cả đống, giống như Trinh nó cũng phải làm ăn cho cả đống mấy con ăn đúng không, thì là gọi là hộ pháp thì sư phụ mới giúp mấy người đó. Còn mấy con mà là như kiểu con mà ở xa xa lâu mà tới mà kêu một cái chắc có thế giới là 20 triệu người á, sư phụ làm thầy pháp luôn cho nó dễ chứ không phải là làm giáo chủ không. Còn con mà muốn giúp á, con phải về giúp núi và biết độ chúng sanh. Chứ giờ con cứ tính theo cái phần của con thôi, còn độ một cái nhìn rộng lớn để độ nhiều người con đâu có làm gì đâu. Tức là vẫn còn ích kỷ, vẫn còn cái ngã. Nên sư phụ nói đứa nào mà có cái tâm á, mà biết độ những người xung quanh dòng họ mình thì sư phụ sẽ độ người đó. Con làm gì? Chú phụ đâu phải thầy pháp mà đến đây mà để xin ma xin quỷ hay là làm ấy. Từ khi mấy đứa đặc biệt gần chú phụ rồi. Từ khi con được biết sư phụ là con 4 năm nay là con quy y. Và con theo sư phụ là học hỏi rất là nhiều. Là con cũng ăn sớm ngày mùng 9 tới gặp người đệ tử này thấy nó buồn ta. Không có bên nhà con ở Việt Nam ai cũng cũng theo thờ cha thờ mẹ và đọc kinh hàng ngày gì hết sư phụ. Giờ chết chưa? Mấy người đó là chết hả? Mà lúc trước khi chết là có hội thiên không? Hả? Đi về làm sao mà đi về trời được? Ồ, sư phụ đã nói rồi. Sư phụ lên đây 5 năm rồi, chứ không 6 năm rồi, trên mạng rồi. Sư phụ nói rõ hết rồi. Mà 6 năm nay mà không có hộ thiên mà giờ chết mà còn đứng đây ỉ ôi, con nghĩ cái đó có bất công với những đứa hộ thiên không? Rất là bất công. Tại vì cái ngã của họ còn, cái nghiệp còn nặng lắm. Cả như nước Việt mình bây giờ nè, sắp sửa chết đói chiến tranh, rồi sắp sửa ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, đảng diệt đảng, dân giết công an giết dân. Đúng là cái nghiệp của nước Việt mình á. Mà sư phụ cũng phải gán xin chuyện lớn, sư phụ không có xin mấy chuyện nhỏ. Chờ tưởng đâu là còn sống mang họ thiên thì quả mới. Thôi để cho họ là lộn lợn kiếp nữa đi. Ok rồi tái sanh lại đi. Còn cái chuyện con muốn ấy là vô kiếm chùa mấy ông thầy ông đặt bàn thắng rồi ông để cái dĩa còn cúng nhộng vài trăm triệu ông giảng sanh giùm. Mấy ông thầy cũng giỏi lắm, cúng gì nhiều chừng nào thì cái bông sen bự chừng đó. Thầy sư phụ không có làm đó, sư phụ chỉ khuyên người tu thôi mà phải biết chỉ lúc còn sống rồi. Sư phụ chỉ có thể giúp lúc mà còn sống mang họ thiên, còn sống mà không có mang họ thiên á là sư phụ bị phạm với lực của trời con biết không. Là sư phụ coi như là giống như sư phụ bị mấy vị quở trách hoài, ngài xuống trần á lo chuyện đại sự cho cả một cái trái đất 8 tỷ người chứ đâu phải là ngài làm thầy đâu mà cứ đi xin đi xỏ. Cái sư phụ mới nói đúng, nhưng mà có những đệ tử tôi thương nó gần, tôi thấy nó cũng có hiếu cha mẹ nó thì nó ok, đặc biệt mấy đứa gần gần á thì ok. Còn nếu mà ấy thì có những chùa mấy thầy pháp thầy này thầy kia họ chuyên viên làm cái đó. Không phải mình sư phụ biết làm cái đó đâu. Cho nên ai muốn sư phụ giúp thì mình phải giúp mình và mình giúp những người xung quanh. Và mình phải giúp những cái người bạn của mình. Thì từ đó sư phụ mới giúp người đó. Sư phụ đã giúp rồi, đưa cúng kinh là đã giúp rồi. Còn cái kia là giống như lạm dụng thần thông, lạm dụng chức quyền của sư phụ. Rồi vẫn còn ích kỷ cho riêng cá nhân mình. Sư phụ rất là đâu ra đó. Chí công vô tư.
ở trời đồng. Cô chỉ có thể giúp, thí dụ như cái đứa đại tử nãy mà đang bị trúng bùa trúng ngải mà trước mặt cho phụ á, ok, giống như con đang trúng bùa thì phụ giúp được. Còn con tới con xin cho chú cho này được về trời giảng sanh. Đứa nào ở đây mà cảm thấy mình bị trúng bùa trúng ngải thì đứng ra ngoài đó, thì phụ chỉ giao duyên được cái phần đó chút xíu thôi. Đâu, ai đâu? Ai trúng bùa? Dạ. Bắt thôi. Go bust. Rồi anh kiếm bắt qua giùm mấy đứa. À, đi đi vô thư viện. Ok, mấy người trúng bùa đi vô, có thầy thuốc bển. Tôi chỉ khám mạch thôi. Bển mình có thầy thuốc bển. Giảng của bển đi con. Chứ còn xin giảng sanh cho chú, cho cô, cho bác. Chú đã giảng sanh một lượt lần 50 triệu người, chứ không phải riêng rẽ người nào đâu. Nhưng mà phải đặt bàn khách, có cha đứng đó. Thưa sư phụ, con xin nói vài lời về cái dấu thiền tâm mà cứu con trai con. Và con cũng cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Về lời đó là mấy? 10 phút. Trời ơi, 10 phút lâu quá, cái máy ở phim của nó. Dạ, 5 phút thôi. Rồi cũng lâu nữa. À, con cách đây 2 tuần, con nó về ăn Tết. Mà khi trước khi nó đi, con ở vị trí nhà. Cháu làm việc ở gần New York. Khi nó đi, con mới cho nó cái dấu thiên tâm mà sư phụ cho con ở trên này bằng gỗ. Con nói, con ơi, con treo cái dấu này trên xe. Vì cái dấu này rất là quan trọng, cha mẹ trên trời cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Thánh Mẫu. Mẹ, sư phụ cho mẹ, con đeo lên trên xe, con lái xe. Thì nó nói dạ. Thì nó khi về nhà, cháu thấy mỗi lần con lại cha lại mẹ là con kêu cha mẹ. Thì cháu... Cái ở đây ai mà bị cảm thấy bất an đó, có bác sĩ đứng đó kìa. Bác sĩ đang khám mạch. Ổng đây. Cho nên là bữa nay bác sĩ ở đây ai có bị gì á, anh bển ngồi cho bác sĩ ngồi đây. Anh bác ngồi. Nên ai bác sĩ cần bác sĩ thì có bác sĩ ở đây, mình không phải bác sĩ nghe. Dạ, khi cháu về nhà thì con cứ kể lòng vòng quá à, con nói không kể lòng vòng ngon lắm. Khi mà trên đường đi á, cháu bị cái xe truck nó vây quanh cháu. Nhưng mà trong khi đó là nó sắp bị tông. Thì nó chỉ nghĩ tới cái dấu thiên tâm ở trước á. Nhưng mà nó nhắm mắt lại, nó sợ quá. Nó nói lại cha lại mẹ. Rồi nó nói lại ông ngoại. Tại vì nó nghĩ là con nó thấy con lại cha lại mẹ. Thì nó nghĩ cha mẹ là ông ngoại của nó. Nó nói lại ông ngoại bà ngoại. Con mừng quá. À, cho con giải thích dạy giảng đạo giống như em đi restroom. Dạ, thì vì đó mà con thấy cái giấy thương tâm á, con rất là cảm ơn cha mẹ và cảm ơn sư phụ để cứu con trong khi chiếc xe truck mà nó vây quanh nó sắp tông, tại vì nó chạy nó quẹo phải mà nó không ngó, con nó ở ngay cái bên apply park thì nó sắp lại dẹp lép rồi đó, nó con sống lại được là nhờ cái dấu thương tâm đó. Là con xin mẹ lên nói với sư phụ là con rất là cảm ơn ngài và cảm ơn ông bà, cảm ơn là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó là hôm nay con thành thật những lời chân thật của con mà trong Tết vừa rồi đây, cách đây là một tuần mấy thôi. Kính lạy cha mẹ, kính lạy sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.